Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay đi nhận hàng về, anh em có thể thấy hai thùng hàng. Hàng này là từ bên Đức nhưng mà gửi về nha anh em. Về được ba cây đèn xưa. Đó. Và một loạt những cái dây dây tín hiệu, dây AV. Em sẽ quay cho anh em để anh em thấy. Thứ nhất ở đây trong cái này nó tùm lum dây hết đó. Ở đây anh em có thể thấy có dây loa này, dây loa cái này là của hãng Monter này. Cái này của dây của hãng Monter đây, anh em có thể thấy này. Monter. Và cái điều rất là ngạc nhiên sờ vào cái dây xịn, đúng là khác bọt thật, nó mềm nhũn luôn, nó mềm mà cái sợi sợi lõi của nó to kinh khủng. Đây 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 đây, cái này nó có một cái đầu nó bị mất, anh em có thể thấy. À, cái lõi đồng nó to to dã man luôn, rất là thích. Sợi này như là 2,5 m một vế, đầu của nó cũng đầu Monter. Cái này tất cả đều là hàng bãi châu Âu nha anh em, tất cả là từ châu Âu hết. Và ở đây ví dụ như cái này nó có rất là nhiều cái dây 3 dây, có nghĩa là video này, AV này, đó, nó theo một cặp. Và cái này ví dụ như cái này thì anh em có thể thấy nó là của thằng, cũng của Đức luôn. Thằng này là của thằng này cũng Monter. Và anh em có thể thấy cái dây nó rất là dài, và ở đây nó có cả chống nhiễu này. Đó, rất là xịn. Tiếp tới anh em có thể thấy đây này, cũng là dây hình như ở bên đấy nó xài mấy cái đời cũ, nó toàn có cả video không à, toàn là sợi 3 sợi hết. Và dây cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp, đầu này nhìn thấy đẹp quá, múc liền. Đây là gì đây, AR, dây này là dây AR, nó có nhiều nhiều tên gì, pro và riết video đó. Nói chung là toàn là ba thôi. Đây cũng thế này, anh em có thể thấy quay này là rõ nhất cho anh em có thể thấy. Dây này cũng thế, nói chung là nhìn nó xịn lắm mà dây nó dài, anh em có thể thấy. Cái này mà anh em mà làm nghề âm thanh hay là gì chắc là cần, vì kiểu như sự kiện. Đây cũng thế này, dây cực kỳ dài luôn. Cái này thậm chí nó đến 5 giây nha anh em, trên một cái bẹ cáp. Đây ví dụ trên một cái bẹ này. Trên một cái bẹ này. Cái này là 2 giây, này là audio này. Nó cùng liền luôn nha anh em. Liền ba cái này là video video. Cái này chắc là nó chia chia đầu video vào. Đấy, ba cái. Đó. Rất là xịn luôn. Em bán mấy cái đồ bãi nhiều nhưng mà cái đồ bãi của châu Âu này thì ít thấy. Thằng này là thằng Stream Pen gì đấy, mà cũng xịn lắm anh em. Này, dây của nó này. Đó, anh em có thể thấy. Tại vì nó nhiều quá nên là chắc em sẽ ép dần. Để anh em có thể thấy đây nữa này. Ô trời, dây của nó đẹp lắm luôn, chứ nó không phải kiểu dạng dây dây như mình đâu. Dây này thì dài quá trời luôn. Dây này chắc là dây AV có 2 đầu. À, dây này Solid Wave Video. Cái này chắc là dây video, hoặc là anh em có thể làm dây coaxial. Nhưng mà nó rất là dài nhá, cái này chắc phải vài mét luôn đấy. Đó. Tiếp đến này, trời ơi, quá trời luôn, toàn dây ba. Cái này là dây ha, cũng dây ba luôn, nhưng mà anh em nhìn cái dây của nó, nhìn nó xịn không, xịn quá trời. Đây em về được thì như cái này 70 mấy sợi này,
dây của nó, dây nó xịn này em, toàn là audio. Rồi tiếp đến đây nữa, cái này cũng là chạc lăm luôn, chạc lăm, cái này cũng chạc lăm, cái này chạc, cái này cũng lăm luôn, nhưng mà cái này như ngắn hơn. Trời ơi đẹp quá. Đây cũng thế, dây này nữa này, acoustic. Dây này là dây cũng cũng ba luôn. Cái này tách ra làm và dây AV nghe hơi bị sướng, tại vì anh em có thể thấy là cái phần dây của nó đẹp như thế này ấy, thì chắc chắn là cái chất lượng âm thanh của nó cũng rất là tốt. Này là toàn ở bên Đức nha, và phát hiện ra kể cả bên Đức cũng có hàng Chila xuất sang, có luôn nha anh em. Tí nữa có một cái sợi dây em sẽ cho anh em thấy, nhưng mà nó xịn lắm chứ nó không phải kiểu dạng vớ vẩn. Đây cũng ba đầu. Chà, đẹp quá luôn, audio đấy. Dây này nó thế mà. Ui giời, dây là đẹp tuyệt vời luôn anh em, cũng không không bỏ, không uổng tiền đó anh em có thể thấy. Tiếp tục, wow, dây này là dây của thằng AR, dây rất đẹp và bự nha anh em, 6 cái chắc là tượng trưng cho thằng video này, hai dây AV này. Đây nữa anh em, cái này là dây của monitor, cái này thì là dây AV, nhưng mà phải công nhận nó xịn thật, nhìn nó khác bọn đó, dây nó to này mà. Đã, nhìn đã. Đây, quay nhanh nhanh chứ không up lên nói chung là xịn lắm mày, nhiều quá trời monster luôn. Dây này, nói chung là dây nó dài mà nó đẹp lắm, đầu rắc trước này kia xịn sò monster đó. Ui sao hết sảy luôn. Ui giời, này là XHL, monitor, ôi trời, quá trời luôn. Đây nữa anh em, ông này là ông cũng monitor, nhưng mà nhìn nó xịn này. Ui cái dây này nhìn trông ngon chưa, hai dây AV với cả giữa là cái dây bốn chân này là gì này? Lạ thật, dây này lạ nhưng mà nó dài lắm, nhìn nó này mà tầm cỡ đấy. Đây cũng thế này. Ui trời, quay qua qua cho anh em thôi, lúc nào up lên cho anh em sau vậy. Dây đây, ui trời, dây nó mềm nhũn này, đầu này, cái dây này mới gọi là đẹp chứ, nhìn cái thân dây này, wow. Anh em có thể thấy cái này là mua ở trong cái siêu thị đồ cũ của bên Đức, đây là nó mới mới với cả nó còn đẹp như thế này. Chỗ này đọc đi tiền máy bay thì chết rồi. Đến đây nữa rồi, cái chỗ này chắc phải đến không biết đến chục mét không, to bự cái này. Đây cũng thế này, đẹp vãi. Ui chà, anh em nào cần thì liên hệ với em nhé. Đấy, đây dây AV. Ý, cái bộ này nhìn đẹp không, cực kỳ đẹp luôn. Ở đây về là có ba cái dây này mà em không biết là nó là làm để là làm cái gì. Một vế của nó đến 5 sợi,
5 sợi nha anh em. Ấy. Cái thân của nó này. Đã không hiểu cái này lại làm cái gì. Và một bộ dàn phát là ra hết luôn à. Phát nhìn như rắn luôn, to phải đạn. Đấy. Rồi. Bộ này nữa này. Bộ này là bộ đầu lăm luôn. Đây. Đấy. 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 Ôi. Đúng sức tung. Nói chung là đẹp. Ai. Đây mấy cái dây mà monitor này anh em có thể thấy khác biệt nó nằm ở đây này. Rồi ok, cảm ơn tất cả anh em nhé. Đây đây đây, có cái sợi này nhìn đẹp không? Quay anh em luôn. Ôi, nhìn chất lượng vãi. Rồi ui đây nữa. Đây là cái đầu ba mà là kiểu dạng cắm ngang ngang ra ba cái đầu giống như này. Đây nữa. Rồi ôi video luôn. Đấy. À đây. Dây này nhìn cực kỳ chất lượng đẹp luôn nha. Đây. Cả cái bộ lăm này nữa. Đấy, anh em có thể thấy tem mác. Nhìn nó xịn này. Vạch. Và đây đằng sau có một cái này. Nó là hàng của Made in China. Nhưng mà nó là hàng xuất cho thị trường Đức nha anh em. Nhưng mà nhìn nó xịn lắm, nó không phải mấy cái vớ vẩn đâu. Rồi cảm ơn tất cả anh em nha.